đơn hàng nè. Lên hàng đồ hóa cuối cùng thì vào lịch cú lên hàng rồi tụi bay rồi cả đây cú ấy hấp cần thôi. Ừ rồi đứt dây hay gì rồi mất cái thiệu luôn hay gì rồi. Đi qua bên đây lấy tàu qua đây. Ừ, nào đứng qua nào để em bắt nó không gối đây hả? Má còn tàu đi. Ừ. Má mà chạy nha hả? Ừ. Ê, má cứ quá chị. Dạ. Má cứ. Má cắt tàu. Anh em mình. Ôi máu giữa đây thì chứ. Má bẩn đi. Đức như. Đức như tôi lồn. Ở đây nè. Mắt đi. Ờ đúng rồi, ngày nay mà người có phải rồi. Hai anh em mình về nhà bắt tay đâu có lắm. Hai đứa khác mà lấy chúng là hiểu rồi. Đứng đụng có cách cái cần nó đánh đụng dơm tới cái đầu. Cần đáng chỉ lấy đi chứ. Nãy giờ vừa mới mua ấy. Quay nãy giờ chứ bánh quay luôn. Ừ. À, nó chạy đúng khác con ngựa khác. Con ngựa nó yếu hơn nhiều. Con này nó chạy cũng đâu. Chết chạy. Lu. Đồ má móc ngay cái lỗ mũi luôn à. Đâu dính cái mồm đâu. Nó đá cái ngay chính ngay cái lọt cái lỗ mũi luôn mà. Ừ. À. Cá trong này cá này thôi mà. Ừ. Cá trong này cá này thôi á. Thì đó là đây đây con blue nè. Ừ. Em nói anh rồi mà anh kêu không ăn nó ăn đó. Con khác nữa hả? Con này thôi. Con này thôi á. Con này thôi. Yeah. Nè. Thành quả đây anh em ơi. Có quay không? Em quay rồi. Ừ. Rồi, để chụp hình luôn. Dính nước. Máy bị nhúng nước à? Máy câu. Còn máy câu á. Nó cao xa đó, máy đó mình nhúng nước được mà. Máy anh lọt xong hoài. Máy anh là lọt xong mà nó kêu. Chụp ra vài tấm hình đó.